Thu Hoài gây chú ý khi lên tiếng giữa làn sóng Hương Giang bị tố vô ơn. Chiều ngày 18 tháng 1, showbiz Việt được fan xôn xao khi Hương Giang bị tố ăn cháo đá bát. Đáng nói, người tố hoa hậu lại là bạn từng thân, cũng là thành viên trong ekip. Từng đưa Hương Giang đi thi hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan và góp công giúp cô đăng quang, nhưng chàng trai này giờ đây không còn được trọng dụng. Mỹ nhân 9X hất anh và toàn bộ ekip cũ ra khỏi khâu tổ chức cuộc thi Miss International Queen Việt Nam, Đại sứ Hoàn Mỹ 2020. Cụ thể, Nguyễn Thanh Phong, quản lý cũ của Hương Giang chia sẻ trên trang cá nhân rằng Giang có tính trở mặt, phủi bỏ rất nhanh. Những người từng cộng tác với Giang, cô ấy cảm thấy sử dụng được thì kết nối. Khi cảm thấy họ hết giá trị lợi dụng, cô ấy sẽ coi như không quen biết. Điển hình là Lý Trường Giới. Giới từng sang Thái Lan với Giang suốt một tháng để trang điểm cho cô ấy. Nhưng sau này, khi không còn hợp tác, trong một lần gặp lại Giới, Giang ngước mắt lên và coi như không biết cậu ấy là ai. Đây là một hành động gây tổn thương nghiêm trọng. Không chỉ tôi và Giới, nhiều người từng hợp tác với Hương Giang cũng nói cô ấy vô ơn, sống không biết trước sau. Tôi rất bức xúc, người này còn tố Hương Giang cướp mối quan hệ của anh và siêu mẫu Thái Lan, lúc kết. Trước đây, anh làm việc cho một công ty giải trí tại Thái Lan chuyên booking nghệ sĩ tại Thái Lan, Mỹ về biểu diễn tại xứ Chùa Vàng và Việt Nam. Thời điểm chưa thi Hoa hậu, Hương Giang biết Phong mời lúc kết về trình diễn cho show của nhà thiết kế Trung Thanh Phong tại Việt Nam nên đã chủ động liên hệ, bày tỏ mong muốn được gặp nữ siêu mẫu. Tôi nghĩ Giang là bạn, sắp tới cũng thi Hoa hậu nên chủ động kết nối cho cô ấy gặp lúc kết. Sau khi gặp lúc kết, Giang tự kết nối với cô ấy, chủ động bàn bạc các vấn đề công việc. Thậm chí, cô ấy nhiều lần nói sâu tôi với lúc kết và một vài nghệ sĩ hạng A trong showbiz. Tôi nhịn Giang đã 2 năm qua nhưng gần đây tôi nghe được thông tin cô ấy tiếp tục đi nói xấu mình. Tôi làm quản lý nghệ sĩ, mất uy tín là điều tối kỵ. Đó là lý do tôi quyết định lên tiếng ở hiện tại, anh nói. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, chàng trai bỗng tắt tên nữ doanh nhân Thu Hoài và tỏ vẻ đồng cảm với đàn chị khi cùng cảnh ngộ. Nghề này buồn quá phải không chị, giờ em mới hiểu cảm giác của chị, người này nói với Thu Hoài. Mặc dù từng vướng nghi vấn hiềm khích với Hương Giang, song Thu Hoài không đứng về phía chàng trai tố cáo trong trường hợp này. Người đẹp cho rằng việc Hương Giang thay đổi ekip làm việc là chuyện bình thường, khuyên đàn em nên buông bỏ. Cái này chỉ phải nói thiệt, dù có là gì cùng nhau thì mỗi người cũng có lúc có ngã rẽ riêng. Không ai ở với ai cả đời, ừ con cái, cha mẹ, anh em, nên nếu không va chạm gì đến chén cơm và gia đình là được em. Bạn ấy rồi cũng phải có team khác phù hợp hơn với công việc hiện tại. Đừng nghĩ vậy nữa thì sau này em mới có người mới đến chứ. Chỉ ví dụ, em Kỳ, ở đây là Lý Nhã Kỳ, đến với em thì Kỳ cũng chia tay bạn cũ. Chả lẽ bạn cũ cũng nghĩ như em thì sao cho đặng nề. Thôi bỏ đi đừng nghĩ vậy nữa nhen, Thu Hoài nhắn nhủ. Quan điểm của nữ doanh nhân nhận được nhiều sự tán thành của cư dân mạng. Trước đó, quản lý Bảo Lâm của Hương Giang đã lên tiếng phản hồi cáo buộc vô ơn ngay thời điểm scandal nổ ra. Người này tố Thanh Phong lươn lẹo. Theo lời Bảo Lâm, Hương Giang tin tưởng Thanh Phong khi anh vừa là bạn, lại biết tiếng Thái nên nhờ Phong mua bản quyền Miss International Queen về Việt Nam. Tuy nhiên, Thanh Phong đã báo giá gấp đôi với ban tổ chức nhằm mục đích ăn tiền chênh lệch. Ban tổ chức người Thái không chịu vì người ta làm ăn tử tế. Người ta không hiểu vì sao cùng một team mà bạn lại làm như vậy. Sau khi không đưa được về giá để ăn tiền chênh, bạn cũng im luôn. May sao thời điểm đó người ta muốn hỗ trợ để cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam và tình cảm dành cho Hương Giang nên họ đã gọi điện về, nói cho Hương Giang biết về con người thật của bạn. Chính Hương Giang đã gọi điện, nói thẳng với bạn về chuyện này. Sau này bạn cũng đã xin lỗi và làm việc cùng nhau vui vẻ, Bảo Lâm chia sẻ. Theo Bảo Lâm, Thanh Phong không đưa đi thi không công nhưng Hương Giang cũng không phủ nhận công lao của anh. Nhưng đừng lấy đó làm lý do bắt người khác phải biết ơn cả đời. Sống bỏ qua cho nhau, làm việc với nhau vui vẻ đã là vui rồi. Còn làm việc không hợp nhau nữa thì thôi. Đừng thấy người khác không nói gì là drama. Bạn là người hỗ trợ trong quá trình Giang đi thi vì đấy là công việc của bạn. Bạn nhận lương để làm chuyện đó, quyền lợi đã nhận đủ. Tình cảm bạn không dành cho người ta thì đừng mong gì người ta dành cho bạn, Bảo Lâm kể. Trước lời tố ăn chặn tiền bản quyền từ Bảo Lâm, Thanh Phong khẳng định anh muốn ba mặt một lời, tổ chức một buổi họp cùng ekip Thái Lan để làm sáng tỏ mọi chuyện. Sau ồn ào đấu tố, Thanh Phong tiết lộ Hương Giang im lặng, không tương tác với anh. Theo quản lý Hương Giang, người tố cáo từng chơi xấu cô trong việc mua bản phía Hương Giang cũng tuyên bố cạch mặt chàng trai tố cáo, từ nay không còn dính dáng. Giữa lúc bị cáo buộc ăn cháo đá bát, mọi động thái của Hương Giang đều nhận được sự quan tâm. Không nói một lời về người bạn cũ, Hương Giang vẫn tất bật chạy show với tâm trạng thoải mái, thậm chí vui vẻ thả thính trên mạng xã hội. Dường như mỹ nhân chuyển giới chẳng hề để tâm tới anh bạn này cũng như ồn ào xung quanh. Trước đó, Hương Giang từng bị khán giả tẩy chay. Nhóm kín anti nữ hoàng đạo lý với 150.000 người tham gia liên tục bêu xấu Hương Giang. Đối mặt với làn sóng tẩy chay từ khán giả, ban đầu Hương Giang phản ứng mạnh. Cô tung video cùng người mặc sắc phục công an đến tận nhà anti-fan đối chất. Cô khẳng định sẽ không để yên và làm tới cùng. Tuy nhiên, làn sóng tẩy chay vẫn không dừng lại. Mãi đến tối ngày 3 tháng 11 năm 2020, Hương Giang xin lỗi và thừa nhận bản thân đã nóng giận khi giải quyết sự việc. Cô xin lỗi vì thời gian qua chưa thể trở thành một nghệ sĩ hoàn thiện mọi mặt để làm hài lòng mọi người. Hoa hậu chuyển giới quốc tế đã ẩn những bài viết cũ liên quan đến ồn ào này.
cô muốn mọi chuyện khép lại.